Sáng nay ngày 6 tháng 6, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh, đã chủ trì hội nghị xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống Thanh Hóa năm 2024. 100% thành viên hội đồng đã đồng ý xét công nhận nghề chế tác đá mỹ nghệ làng nhồi, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa là nghề truyền thống. Các làng nghề miến rong làng Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Đông Cống, sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh thôn 3, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn công nhận là làng nghề. Bốn làng nghề truyền thống được công nhận gồm làng nghề truyền thống non lá thôn 1, thôn 2, thôn 5, thôn 6, xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân. Phó Hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận biểu dương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đã giả soát, đánh giá sát sao, lập hồ sơ đề xuất công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn. Đề nghị các địa phương đơn vị liên quan bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định công nhận các nghề làng nghề, làng nghề truyền thống năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng cơ chế chính sách phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Các địa phương cũng cần có cơ chế hỗ trợ các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống để khuyến khích phát triển ngành nghề nông nghiệp, nông thôn.